quý vị, trước sự quan tâm của dư luận về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng, chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, đồng thời thông tin về chủ trương và giải pháp triển khai trong 7 ngày thực hiện tạm dừng các hoạt động trên địa bàn thành phố, theo phương châm ai ở đâu ở đó. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại buổi họp báo, Giám đốc Sở Y tế thành phố, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn vẫn đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của nhiều ca dương tính trong cộng đồng, đồng thời giải thích chi tiết vì sao thành phố quyết định tạm dừng tất cả các hoạt động trong mốc thời gian 7 ngày, bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, cũng như nhiệm vụ của ngành y tế trong khoảng thời gian này để kiểm soát dịch bệnh. Thành phố chúng ta đưa cột mốc 7 ngày, trên một cái nền tảng là chúng ta đã thực hiện cái chỉ thị 16 rồi. Là chúng ta đã có cái giãn cách xã hội rồi và chúng ta cũng đã có những cái vấn đề về đã khuyến cáo là người dân nên ở nhà và không đi ra khỏi nhà và giảm đến mức tối đa cái việc tụ tập đông người. Trong 7 ngày này có thể nói rằng là lực lượng y tế sẽ cố gắng hết sức tập trung hết cái lực lượng để có thể xét nghiệm toàn bộ hộ gia đình của người dân trên địa bàn thành phố với một cái quy mô là gần hơn 300.000 người. Trả lời các câu hỏi liên quan về nguồn cung thực phẩm, Giám đốc Sở Công Thương thành phố, bà Lê Thị Kim Phương cho biết hiện nay thành phố đã lên phương án cụ thể cung ứng hàng hóa, kết nối các nguồn cung, đối tượng và nguyên tắc cung ứng, điều phối giao nhận. Đến nay, lượng hàng hóa trên địa bàn bảo đảm ổn định. Thành phố sẽ huy động tất cả các trung tâm thương mại siêu thị lớn trên địa bàn thành phố tham gia vào cái cung cấp hàng hóa. Ngoài ra thì huy động các chủ siêu thị mini, Vinmart, các chủ cửa hàng tự chọn nằm rải rác trong khu dân cư để tham gia vào hoạt động cung ứng và các đơn vị doanh nghiệp cửa hàng phân phối khác, chủ yếu là phân phối mặt hàng thịt cá, củ quả. Hiện nay, cái tình hình cung ứng gạo trên địa bàn thành phố thì nguồn cung khá là ổn định và không lo lắng về vấn đề thiếu hụt. Phát biểu tại buổi họp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định, thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp mạnh tăng cường để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, trước tình hình dịch vẫn còn khó lường, biện pháp tạm dừng mọi hoạt động trên địa bàn thành phố trong vòng 7 ngày được thành phố đưa ra với kỳ vọng sẽ kiểm soát được dịch trước ngày 25 tháng 8. Thế thì lần này khi chúng ta thực hiện theo cái chủ trương mới này thì cái số lượng ra đường, người ra đường rất là hạn chế. Quan điểm của thành phố là phải mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng cam, vùng vàng và hạn chế xuất hiện vùng đỏ. Trong 7 ngày thì chúng tôi kỳ vọng rằng là sẽ kiểm soát được tình hình dịch bệnh trước ngày 25 tháng 8. Đấy là một cái mục tiêu mà Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đặt ra trong thời gian tới. Về vấn đề cung ứng lương thực thực phẩm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, thành phố hiện nay đã chuẩn bị 4 kênh cung ứng hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm bảo đủ trong 7 ngày thực hiện biện pháp mạnh phòng chống dịch sắp đến, đồng thời khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch để chung tay sớm đẩy lùi COVID-19.